con ơi, trong gia đình chúng mình có rất nhiều đồ dùng bằng điện. Chúng sẽ không an toàn nếu như chúng mình không biết cách sử dụng. Để đảm bảo cho bản thân cũng như người thân trong gia đình chúng mình được an toàn, thì hôm nay cô Linh sẽ hướng dẫn chúng mình cách phòng chống tai nạn điện giật. Vậy chúng mình có biết trong gia đình chúng mình có những đồ dùng nào được sử dụng bằng điện không? Một số thiết bị sử dụng điện: điện thoại, tivi, ấm siêu tốc, nồi cơm điện, lò vi sóng, quạt cây, đèn bàn, máy sấy tóc. Các con vừa được quan sát một số các thiết bị điện được sử dụng trong gia đình chúng mình rồi đấy. Chúng đều rất là hữu ích cho cuộc sống hàng ngày, và để đảm bảo an toàn khi sử dụng cũng như phòng tránh một số các thương tích do điện giật gây ra. Bây giờ chúng mình hãy cùng xem một câu chuyện về bóng bóng khi ở nhà và rút ra bài học kinh nghiệm cho mình nhé. Con giỏi quá. Bống ơi, ổ điện này không phải trò chơi nên bống không nghịch nhá. Bống hãy ra lấy đồ chơi và chơi đi. Bố che ổ điện lại đi, con sợ em lại nghịch đấy. Cảm ơn con đã nhắc bố nhá. Tai nạn điện giật nhé. Không nghịch dây điện và không tự ý rút dây điện ra khỏi ổ cắm. Không dùng tay hay bất cứ vật gì chọc vào ổ cắm điện. Không vừa sạc pin vừa dùng điện thoại hay iPad vì sẽ rất dễ gây cháy nổ. Không lại gần dòng điện hở và phải báo cho người lớn để kịp thời sửa chữa. Vì dòng điện có thể truyền từ người này sang người khác, nên nếu thấy ai đó bị điện giật, con phải tránh xa và chạy đi gọi người lớn tới giúp đỡ nhé. Đối với những gia đình có trẻ nhỏ, việc nhắc nhở dạy các con các kỹ năng trên là cách tốt nhất để hạn chế một số trường hợp đáng tiếc xảy ra. Và để đảm bảo an toàn cho các con tại gia đình thì phụ huynh cần lưu ý một số vấn đề sau. Thiết bị điện sinh nhiệt như máy sấy tóc, bàn là, quạt ngay khi sử dụng xong. Không để các con vừa sạc điện thoại vừa xem. Lưu ý thứ hai, thường xuyên kiểm tra các thiết bị điện trong nhà, đảm bảo mọi thiết bị điện trong tình trạng hoạt động tốt, cách điện tốt. Đặt các thiết bị điện xa tầm tay với của trẻ. Lưu ý thứ ba, che chắn toàn bộ ổ cắm điện và công tắc điện. Lưu ý thứ tư, khuyến khích phụ huynh sử dụng các ký hiệu biểu tượng cảnh báo nguy hiểm cho trẻ, để các con có thói quen nhận biết nguy hiểm và tránh xa nguy hiểm. Các con ơi, vừa rồi chúng mình vừa được học các kỹ năng phòng tránh tai nạn điện giật. Cô tin rằng vừa lấy kiến thức vừa rồi sẽ giúp các con phòng tránh và đảm bảo an toàn cho bản thân mình mọi lúc mọi nơi. Và bài học đến đây là hết rồi. Cô xin chào và hẹn gặp lại các con.